không yêu cầu cái nhiều tiền đâu, mình chỉ yêu cầu cái ít ít thôi. Tôi nhìn thấy rồi. Đồng thế. Đồng vậy sao chơi? Đúng quá anh em ạ. Còn ai nữa không? Hello baby, put your hands up. Các bạn hãy đầu hàng đi. Đầu hàng đi, đầu hàng đi. Còn ai không? Anh em thấy bắn được không? Cái đẹp. Bọn này tình yêu vậy. Holy shit. Đầu kia. Đầu mặt ngựa. What the fuck? Sắp hết đạn rồi nhá, mấy thánh ơi. Ít tôi, để tôi còn đỡ. Mày định report đúng không? Định report với đồng đội này. Holy shit. Đông vãi đái. Xem nó có gì không? Đi chết đi. Ui, đồ đạc kiểu méo gì vậy? Sao vắng thế nhỉ? Mát gì vắng tanh như chùa Bà Đanh. TS Linh vừa nằm xuống rồi. Một bóng ma luôn ạ. Ảo lòi. Anh em nhìn này, vắng tanh luôn. Chúng sao thốc này. Còn đi xong một khu là chạy cuối mới gặp người. Thường chơi săn hốc phải gặp nhiều. Bắn PC gặp nhiều vãi cứt. PC chỉ solo thôi, PC mà bắn squad cũng như thế, nhảy một phát, còn đi xong một khu là chỉ bắn 20 thằng. Anh bắn PC bắn xong gặp người liên tục. Kiểu cảm giác cái cuồng độ trận đấu nó đẩy lên cao. Ít nhất là nó này em vừa bắn một trận thôi. Nhảy xuống. Thôi mấy cái map còn lại mà không có ai. Chạy bo từ đầu đến cuối là bắn 2 thằng. Cuối. Nhưng mà nếu mà để mà đồng đều nhất thì có map Irengo là đồng đều nhất. Bởi vì là Irengo nó có nhiều khu to. Sa mạc sa mẽo. Irengo vẫn là map hay nhất. Tún làm phụ hồ với stream mới được có 400 đô à. Sáng đi làm phụ hồ, tối về stream, mệt mỏi ghê luôn. Đêm thì ngồi edit video clip. Đấy, ngày thì ngủ. Ngày đi làm phụ hồ thôi. Tối về stream, đêm thì ngồi edit video clip. Ngủ lúc nào? Không có ngủ, trời ơi. Ai ủa? Anh Tuấn tí em với anh sao bắn thử xe vào Hàn Quốc không? Thôi xe vào Hàn Quốc anh giết nó nhiều ngoé à. Hại phép. Thật luôn đấy, anh đùa làm gì. Thích tí đã qua, sợ gì. Một chút thương nhiều. Có con hàng vào rồi. bán hàng này ạ. Bán hàng nào vào? Anh ra check đi ạ. Hàng của anh á. Đọc tên nó lên rồi. Cái hàng của anh cứ đéo không? Em link biết còn toàn hàng thì cứ đéo không? Đấy. Cái gì vậy? Sừng đéo có ai này. Buồn chán vờ lờ. Tí em chơi nhá. Ok. Bây giờ là những cánh tim này. Cánh tim trời ơi, bắn gì tốt dạ. Một toàn không kill. Không kill là do anh cứ KS hết của em. Bắn đồng đội nằm xuống gào thét lên thì mới đến cứu nó. Thậm chí là không thèm cứu, mẹ dẫm đạp lên đồng đội. Anh có sử dụng phép nói quá không? Anh chỉ sử dụng phép XL thôi. Nếu có ai này buồn thế, thì điếu bò nữa. Ôi, lỡ ở đây chờ chúng nó đến vậy. Tuấn ngày đạp xe đạp đi bán kim cương cứ phụ hồ cái gì. Người yêu ơi, cỏ mình đã héo khô, mặt ổ lá xác xơ, cớ sao em không đến đây? Anh thấy em, anh sẽ cho em lên bảng đêm số. Ôi, cho em giáp. Đội mũ mũ trên cái. Càng. Từ nãy giờ cứ đi bắn nhau đã, có cơ hội. Đây rồi. Wow, các bạn bắn nhau căng quá. Mình đắp tạm đây. Chờ thời cơ. Mãi chưa đủ 5.000 điểm cờ lan mà nuối khủng. Bảo vừa tí chơi mà đi mất rồi. Được rồi, rui có anh em ạ, rui có. Mình đến đây mình đợi chúng nó đi sang. Ô, hóa ra mình vẫn mũ 1 à? Mũ 1 nhưng người giáp tại 3. Đấy mới ghê chị. Đây rồi. Tôi đã thấy... 3 trắng đẹp vãi. Em muốn quay được cái mũ đấy. Thế không? Được nhá. Không phải em muốn quay được không? Đúng các bạn, vừa quay được đấy. Ba đỏ xấu vãi. Không, ba đỏ này rất đi. Yếu cần. Thế. Ba màu kim loại trông ngầu. Thà dùng như cái mặc định nó còn đẹp hơn. Nhưng cái mặc định thì mũ 1 lại xấu. Dùng cái mũ xám. Một bóng vãi. Anh em nhìn chưa? Chạy phê chưa? Ok, mình sẽ ra úp sọt team. Chơi đi anh. Chơi nó đâu có phải là TNC. Chơi nó đâu có phải là TNC. Chết đó, cứ thế thẳng bắt người hâm mộ đi chết. Không chơi nó đâu phải là Tuấn HC. Ui ghê gớm. Được. Thấy mình nằm xuống cái bắn ngay. Rá man đó. GB. TS quả. Là TS GB. Phải kéo cái rồi. Bạn tự điền tên mình vào cuốn sổ của thân chết rồi. Bạn sẽ phải chết. Game kéo cái này thế nào? Ai đi chết đi. Sao người roi liên tục mà chả thấy tăng người xem được cả. Ơ kìa. Kìa anh em ơi. Đằng sau. Kìa. sau cái tháp chuông tôi đã nhìn thấy. Đi đâu tiếp theo? Thằng này nó như kiểu ma em ạ. Cứ lần em hiểu không? Để xem nó lần được đến lúc nào này. Vẫn chưa chịu đi luôn. Ghê nha. Tuấn xem mẹ các hậu sư chơi 5 ngón kìa. Cắt phải trái. Không cần thiết đến mức như vậy em ạ. Chơi 5 ngón thế. Chơi thế mẹ phải đặt điện thoại xuống bàn. Chơi 1-2 game thì gãy mẹ tay. Không, chơi thế phải đặt điện thoại xuống bàn, không cần kìa. Không cầm trên tay được nữa. Ok, mình rất ghét nằm nhưng mà trận này phải nằm anh em ạ. Kìa rồi. Ồ. Nguy hiểm. Nguy hiểm nhưng mà bắt buộc phải đẩy thôi. Trách ai bây giờ? Ai? Và ai đái nằm ở đây ạ? Chịu. Thế thì chịu. Em thấy câu này là biết chết đây. Vào game thôi. Má nó nằm thốn quá em ạ.